Xin chào khách hàng đến với kênh Rutus, nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 13m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, nhưng mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm thông và là một con hẻm một sẹt, nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ cũng như dân trí cao. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như con đường ở phía trước căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế phía bên ngoài mình có những cái ban công vuông và được anh chị nhà thiết kế mình những cái mảng chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Và mình sẽ có cửa đi ra ban công cũng như cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và mình có con đường ở phía trước căn nhà, một con đường thông và nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, và mình có một con hẻm một sẹt thuộc đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp. Và khu vực này thì khu vực toàn nhà lầu và kế với lại căn nhà mình là một cái ngã ba, mình có thể vừa ở vừa mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm với tất cả các loại ngành nghề, như mình có thể làm văn phòng công ty cũng như showroom spa và tiện để khách hàng vừa ở cũng như cho thuê cũng như kinh doanh buôn bán. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một cái khoảng sân khoảng độ 1m phía ngoài mình để giày dép cũng như mũ bảo hiểm. Và di chuyển vào bên trong mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Rất là kiên cố và chắc chắn. Cũng như căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Ở phía bên dưới thì anh chị chủ nhà thiết kế để gia đình mình có xe hơi, mình có thể bỏ vào bên trong căn nhà. Cũng như nếu gia đình mình chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt mình làm phòng khách. Rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Cũng như khu vực phòng khách phía bên dưới này thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa cũng như rèm cửa cũng đã được anh chị chủ nhà may sẵn để tặng kèm. Và đặc biệt của căn nhà này thì anh chị nhà thiết kế cầu thang đi từ phía bên trong ra bên ngoài, cho nên mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà của mình. Và nếu như khi mình có xe hơi thì phòng khách mình sẽ dời lên phía bên trên tầng lửng để khu vực cái dưới tầng trệt mình để xe hơi và xe gắn máy, cũng như mình có thể mở văn phòng công ty cũng như làm showroom spa ở dưới khu vực tầng trệt này. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính và có đổ bê tông, thì gia đình mình có nhu cầu để xe hơi vào bên trong mình sẽ không sợ bị lún. Và hai bên tường thì mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5 m, và phía bên trong là khu vực cầu thang của căn nhà. Thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Phía bên dưới chân cầu thang mình có những cái tủ những cái mảng tường được ốp nhựa da gỗ trang trí rất là đẹp. Và phía cầu thang mình cũng có một cái mảng tường được anh chị nhà ốp gỗ và treo cho mình một cái đồng hồ. Và bên trong là khu vực cầu thang cũng như khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì phòng bếp căn nhà mình sẽ có một cái bộ bàn ăn 4 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như không gian để tủ lạnh và tủ bếp. Kệ bếp căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương. Bên trong không gian phòng bếp thì mình có một cái máy hút khử mùi cũng như một cái lavabo để rửa chén bát và kệ để chén bát. Cũng như phía sau mình sẽ có một cái sàn rửa ở phía sau. Bên ngoài được anh chị nhà thiết kế cho mình một cái lavabo để rửa tay cũng như một cái gương soi. Và kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Và đặc biệt của căn nhà mình thì đang có một cái giá rất là mềm, chỉ có 6 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh được quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp
đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng mà mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Rất là thuận tiện để khách hàng mua để ở mở văn phòng công ty, với con hẻm trước nhà là hẻm một sẹt và chỉ cách đường trục chính đường Lê Đức Thọ tầm cỡ khoảng độ 30 mét thôi. Mình có một con hẻm thông và căn nhà mình thì là căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và căn nhà xây mới vừa mới hoàn thành xong. Thì quý khách hàng đang xem video cũng như đang có nhu cầu sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá 6 tỷ hơn 6 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu này. Thì khu vực phía bên trên tầng lửng căn nhà mình được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, bên trong mình có một bộ bàn ghế đặt cũng như kệ để tivi và xung quanh tường thì mình được ốp nhựa giá đá cao lên kín tường và phía sau thì mình được ốp gạch đá bóng kính tới 1m2 cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Đặc biệt của căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế giếng trời bên hông của không gian căn phòng cho nên là rất là thoáng và rất là mát. Với không gian phòng khách được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, mình có những cái phong cách mới lạ cũng như phong cách trẻ trung được anh chị ở nhà thiết kế cũng như phun nội thất vào bên trong căn nhà. Với một căn nhà có bề ngang lên đến 4m2 và chiều sâu căn nhà lên đến 13m và được anh chị ở nhà thiết kế phun nội thất tặng kèm, hoặc là căn nhà mới thì chỉ có giá 6 tỷ 450 triệu đồng thôi. Giá của căn nhà này thì còn rẻ hơn giá quận 12. Cho nên là quý khách hàng đang có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà được anh chị nhà full nội thất tặng kèm và chỉ với giá 6 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đẹp này. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Mình sẽ có đầy đủ giường tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công để đi ra bên ngoài hóng mát, cũng như mỗi phòng ngủ mình đều có tủ quần áo tặng kèm. Và không gian phòng ngủ thì được anh chị nhà lắp sẵn máy lạnh sử dụng rất là thuận tiện và có nhà vệ sinh riêng. Đây là không gian nhà vệ sinh phòng ngủ phía trước của căn nhà, bên trong mình có hệ thống lavabo bàn cầu như vòi sen tắm và gương soi. Như di chuyển sang khu vực không gian phòng ngủ thứ hai thì hành lang của mình được ốp nhựa giả gỗ trang trí rất là đẹp, và bên trong không gian phòng ngủ số 2 cũng được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Mình sẽ có giường tủ, kệ để tivi cũng như bàn trang điểm. Và căn nhà mình thì được thiết kế giếng trời nằm bên hông của không gian phòng ngủ để mình mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát. Có nhà vệ sinh riêng. Đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 2 của căn nhà. Nhà vệ sinh căn nhà mình cũng có cửa sổ để mở ra giếng trời phía ngoài, rất là thoáng và rất là mát. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và mình có một con hẻm một sẹt, một con hẻm thông sát bên là chợ và thuận tiện cho gia đình mình mua để ở và đầu tư cũng như mình mua cho thuê. Rất là tuyệt vời. Với căn nhà được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá 6 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh được khách hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được xây dựng xong khoảng giữa năm 2022 và nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, thuận tiện để khách hàng mua để ở cũng như kinh doanh buôn bán và mua đầu tư cũng như để dành, với một cái vị trí cực kỳ là đắc địa và đang được anh chị nhà rao bán với một cái giá rất là mềm. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ rồi, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay thôi, rất là thuận tiện và rất là nhanh cũng như rất là gọn lẹ. Và anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu vay thêm tiền, cũng như anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 80% giá trị của căn nhà. Với một căn nhà đẹp vừa được xây xong, có 4 phòng ngủ chính và mỗi phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng, có 2 phòng khách và một phòng bếp, cũng như phía bên trên mình có sân thượng, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau.
Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Bắc của khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng căn nhà, thì anh chủ nhà đang chuẩn bị làm cho mình cái khoảng không gian phòng thờ ở phía bên trong, và phía trước là một cái sân để mình vui chơi cũng như hóng mát. Và di chuyển ra khu vực phía sau căn nhà thì mình sẽ đến với lại khu vực phòng giặt cũng như sân phơi ở phía sau của căn nhà. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.